Dần dần là bác sang đi tham quan, bác bị thuyết phục. Hai vợ chồng bây giờ trong tay không có một đồng nào cả, mà vẫn đi với một quyết định là sẽ mua một cái căn hộ nào đó ở đây và sẽ sống ở đây và thực hiện như thế. Nên trước mẹ bảo ở Linh Đàm, xong nhưng mà đến đây thì bà thấy là nhiều cây cối hơn nhiều và nhiều cây xanh hơn nhiều, cho nên là cái đó là cái cuốn hút vào đầu tiên, nó xây thành những cái con đường ấy đen lỏi trong những hàng cây ấy, thế là vừa mát mà lại vừa được đi bộ nữa. Đấy, rất là thích. Đường rất rộng mà chẳng có ai chen chân cả, mà đi thế là đến cái mùa hoa bưởi thơm rừng hạnh phúc lắm. Cái môi trường đem lại cái sức khỏe, và đấy là cái giá trị mà lớn nhất mà Eco Park nó đã đem lại cho cư dân ở đây, trong đó có gia đình chị. Thì từ cái ngày về Eco Park, chị nghĩ là cái môi trường, cái oxy, cảnh quan ở đây thì làm mẹ chị vui vẻ. Và rất ít khi mẹ chị phải vào bệnh viện, thực sự rất là ít. Còn không khí thì quá tốt, không có bụi. Ông đã thí nghiệm là thỉnh thoảng ông sờ vào các cái mặt tổ vẫn tiếc là không có bụi. Thời gian trước ở Park có bệnh xoang, thay đổi thời tiết là bác rất khó chịu. Thế nhưng khi thời gian lên đây thì là tự nhiên cứ thấy nó giảm dần, mình cảm nhận được là cái sức khỏe của mình tăng lên, bệnh tật giảm đi. Cái thứ hai nữa là bác cảm ơn đây cũng bác là bác bỏ được thuốc lá. Có một lần có một cháu bé ra nó bảo ông đừng hút thuốc, có hại lắm, mà ông già thì ông đừng hút. Thế mà cũng từ bấy giờ đi là mình bỏ thuốc, từ 2014. Tình cảm của bác không phải là chỉ đối với thiên nhiên ở đây, mà đối với con người. Cái ấn tượng đầu tiên của bác là đối với con người, đối với những nhân viên phục vụ ở đây, họ hay lắm. Giả sử các ông bà già mà đi đâu về có cái túi sách thế này, bảo vệ đây là sách vào tận nhà. Cái môi trường sống đây nó tạo mình lúc nào thấy vui, lúc nào hớn hở. Rất nhiều các câu lạc bộ và các cái tổ chức, rồi đi sáng đi tập dưỡng sinh, rồi vui ca hát, các cái câu lạc bộ hát, rồi là kịch, rồi là diễn các cái cộng đồng cư dân ở đây rất tuyệt vời, rất là cởi mở và chăm lo nhau, quý nhau lắm. Đây là cứ hai ngày không thấy mà cô ra là đã hỏi rồi đấy, bây giờ thấy người ta rất quan tâm nên là bác nói chuyện con bác rất yên tâm và thoải mái lắm. Cuộc sống như thế là đối với người già như các bác là cảm thấy như thế là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc là mình toại nguyện với cuộc sống của mình. Cảm ơn người đã cho tôi một cái không gian sống, một cái quãng đời sống cuối cùng của cái người nghệ sĩ, tức là thỏa mãn tất cả tấm lòng của mình đối với thiên nhiên, đối với cuộc đời này. Và tôi thấy rằng tôi chọn cái chỗ này tôi không có ân hận gì cả. Tôi rất muốn sống ở đây đến cuối đời.